Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay trong ngày lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời, một lần nữa chúng ta điểm lại những việc của Đức Maria đã cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và trong tin mừng hôm nay, ta thấy mẹ là một tông đồ nhiệt thành, mang niềm vui và tin vui cứu độ cho người khác. Khi mẹ Maria nhận được lời truyền tin của Thiên Thần rằng mẹ sẽ cứu mang con Thiên Chúa, thì mẹ đã lập tức lên đường. Mẹ đon đả ra đi để trao ngay niềm vui mà mẹ đã nhận được cho người thân yêu của mẹ là bà Elizabeth. Niềm vui lớn lao ấy chính là đấng cứu độ, đấng đem lại sự bình an, đấng trao niềm hạnh phúc mà nhân loại đang ngóng chờ. Như vậy, ta có thể nói rằng cuộc thăm viếng bà Elizabeth của mẹ Maria là cuộc thăm viếng mang ơn cứu độ. Bởi vì như tin mừng kể lại, khi vừa nghe lời chào của mẹ Maria thì thần trí mà mẹ Maria đã nhận được liền tràn ngập vào cõi lòng bà Elizabeth. Đến nỗi Thánh Gioan Tẩy Giả đang được bà Elizabeth cứu mang cũng nhảy lên vui sướng vì đã nhận được niềm vui cứu độ. Và như thế, cùng với Hội Thánh, mẹ Maria vẫn không ngừng vội vã lên đường đến với mỗi người chúng ta. Mẹ trao tặng chúng ta món quà đặc biệt mà mẹ đã nhận được từ nơi Thiên Chúa. Món quà ấy là Đức Giêsu Kitô, con của mẹ, là đấng cứu độ chúng ta, là sự bình an và hạnh phúc đích thực của Thiên Chúa. Tuy mẹ về trời, nhưng tâm hồn và thần trí của mẹ Maria vẫn ở lại nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn vui mừng trao cho nhau niềm vui và ước chi tâm hồn của chúng ta giống như bà Elizabeth, biết mở lòng hân hoan, vui mừng và hạnh phúc đón nhận Chúa vào lòng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lời mẹ Maria trong cuộc thăm viếng bà Elizabeth, mẹ đã cho chúng con thấy rằng mẹ không giữ riêng cho mình hồng ân lớn lao đã nhận được, mà mẹ đã chia sẻ niềm vui đó cho toàn thể nhân loại. Xin mẹ giúp chúng con biết yêu người như mẹ, cùng gánh vác những khổ đau
hoặc những nỗi buồn. Cũng như mẹ chia sẻ niềm vui với anh chị em khi mỗi lần chúng con đi thăm viếng người khác. Bởi vì khi chia sẻ cùng với mọi người, ta mới hiểu được nhiều mảnh đời thật khổ đau. Và qua sự chia sẻ, những nỗi khổ đau đó vơi đi để nhường chỗ cho niềm vui và cho sự hân hoan. Ước chi trong những thời dịch bệnh này, cho dù chúng ta không còn được thăm viếng người này người kia nữa, nhưng chúng ta bằng cách này hay cách khác, có thể là gọi điện hỏi thăm, đó là cũng hình thức mà chúng ta đang cùng với Đức Maria trao ban niềm vui, trao ban hạnh phúc cho người khác. Ở quê con cũng có mấy nhóm đi thăm những người già cả cô đơn. Và khi những người già cả cô đơn được thăm như vậy, thì người ta cảm thấy hạnh phúc bởi vì mình đang có Chúa ở cùng. Có nghĩa là Chúa đang hiện diện qua người anh, người em của mình, những người thăm viếng đó, để khơi lên niềm hạnh phúc rằng Chúa đang đồng hành. Ước gì ngày hôm nay, tuy mẹ về trời, nhưng mỗi người chúng ta cũng bắt chước những hành động của mẹ, những việc mẹ làm trên trần thế, để chúng ta nối tiếp vòng tay nhân ái của mẹ đến những người nghèo khổ, những người đang chịu đau đớn và nhất là những người đang nằm trên giường bệnh. Xin mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho mọi người chúng ta. Amen.